Rồi xin chào các anh em nhá, xin chào các anh em yêu hàng Nhật bãi nha. Hôm nay em quay ít hàng cơ khí nha, chuyên về cơ khí là chính nha. Đó, đây là một con khoan từ này, của nó là gọi khoan từ 25mm đấy. Đây, cái nâm châm hút của nó là 24 này. Nhân 11 này, 24 nhân 11 cm này. À, chạy ok hoàn hảo nhá, chạy ok hoàn hảo đấy. Anh em nào mà quan tâm thì kết bạn Zalo với em và thì em sẽ test trực tiếp máy theo yêu cầu của khách nha. Con này là nặng giá là 5,5 triệu nha. Đó, khoan từ ấy, khoan từ dòng lớn đấy. Đây là cái đổi hướng ấy, hai vòng bi này, cộng với hai cái quả dứa đổi hướng này, ứng dụng vào rất nhiều việc nha, ứng dụng vào lên xuống như này cũng được nha. Đó, ứng dụng vào rất nhiều việc nha. Thì 500 một cái này nha, 500 một cái này, của nó có một món thôi, bao ở trong là nó có hai cái bộ đổi hướng này, hai quả dứa này, nó bằng thép không phải bằng gang nhá. Đây hai cái trục bi của nó, à, cái trục này, hai vòng bi UC này. Đấy. Đường kính thì cái này nó chỉ có cái này nó chỉ có 12 nhá. Đường kính của cái trục này nó 12mm nhá. Đó, ai mà mua thì 500 một cái này nhá. Cái này nó hơi nặng nên là anh em cọc trước tiền dùm em nhá. Những cái gì nặng anh em cọc trước dùm em nhá. Cả cái máy khoan từ này cọc trước 200 ngàn này, máy khoan từ thì cọc dùm em là 500 ngàn này. Đó, bởi máy khoan từ này nó tầm nộp khoảng 5-60 cân đấy, hoặc 5-60 kg đấy. Cái máy hàn tích và hồ quang nhá, hồ quang nó là hàn que đấy, gọi là máy hàn tích và máy hàn que đấy. Nó hàn được cả, nó có hai chức năng là hàn tích và hàn que của thương hiệu Latiwana nhá. Cái này là A và D là 200 này. Đó, thì cái này em đang bán là 14 triệu à. Cái máy hàn tích ở trong kia cũng hàn được hồ quang nhá, là 250 nhá. 250 thì bán là 8 triệu nhá, nó hơi cũ hơn này. Cân lên mấy? 4 cân thì hộp đấy 5 hả? 1 cân nữa. 1 cân thì 125.000. Đó, của hãng Nationa nhá. Chạy ok hoàn hảo nha. Dây hàn thì nó đi theo như này. Đây, dây hàn tích nha. Hàn que là nó không có đi theo đâu. Nó có cả cái át này. Đó. À, có chân cẩu à. Chân cẩu này thì có ba cái chân cẩu như này nha. Chân cẩu nó có ba cái, một này, hai này, ba này, bao gồm cả cái móc nữa này, bốn món này. Chân cẩu này là chỉ biết là made in Japan này, 1/2 tấn hay sao đó. Đó, đấy, có ba cái này thì cái này nặng 8 cân một cái đấy.
Bộ này là 2.300.000 nhé, bao gồm 4 món, tên gọi là chân cẩu. Đó, còn rất chi là mới nha, còn mới lắm ấy, họ đã bỏ ra. Đây là cái trục đổi hướng này, bỏ ra ngoài. Đó. Cái này trục đổi hướng này nó có 4 vòng bi, nó có đó. Ai về chế cháo gì chế cháo, 500.000 cái trục đổi hướng nha. Đó. Chân cẩu xong, chân cẩu là về đây con này, con nhỏ nhỏ đây, con này là bao nhiêu mm này, con này là 18 mm đây, 18 mm, giá của nó là 3.500.000 nha. Đây 18 này, đế hình chữ nhật bao giờ nó cũng đắt hơn hình tròn nhá, đế hình chữ nhật nó đắt đấy anh em để ý nhá, đế hình chữ nhật bao giờ nó cũng đắt hơn hình tròn, nên 3.500.000, nếu mà đế hình tròn nó thì rơi vào tầm 3 triệu thôi. Đó, chạy ok hoàn hảo nhá. À, que hàn bữa qua co tạ bán hết gần hết rồi, chỗ này còn đủ khoảng 20 cân nữa thôi. Đấy, đây là que hàn nhé, que hàn thì cứ alo trực tiếp cho em thì tự chọn. Cái này em cũng hôm qua quay rồi nhưng mà hôm nay còn ít này thôi. Niwa này, Niwa và Esanda, đây là cục đổi nguồn của ấy này, cục đổi nguồn của chuyển sang điện 100V này, về điện 100V này. Đây là bộ ổn áp này. Niwa thì chiều 5 ký thì chiều 4, còn robot thì 5 ký thì có chiều 2 thôi. Robot thì 3 ký thì 700, 5 ký thì chiều 2, còn Niwa 3 ký thì 900. Cái hàng này á, cái hàng này các anh chị em và cô chú là thông cảm là em không có ship nhá, cái hàng này hàng đến tận nơi, mà nhưng mà đến tận nơi thì bây giờ em cũng không bán nữa rồi. Đến tận nơi thì bây giờ tất cả các cửa hàng cũng phải đóng cửa rồi, em chỉ quay giới thiệu thôi, xong dịp dịch này rồi mới bán được ạ. Cái hàng này thì em cũng không ship ạ, nó bởi vì nó nặng thì các nhà vận chuyển họ không bao hỏng, nên là họ mà đánh rơi cái nào nó dụng cái cục nọ cục kia ở trong ấy là nó hỏng mất của em, nên là họ không có bảo hành cho em, nên là em không có ship xa, anh em anh chị em mà thông cảm. Máy hàn, máy hàn Daiden hàn Hồ Quang 250p, PS250p chạy ok hoàn hảo, giá 2.500.000. Quạt quạt thổi và hút bụi này, quạt thổi và hút bụi em thì giới thiệu qua, anh chị em nào có thể alo trực tiếp thì xem những cái mặt hàng gì thì alo trực tiếp cho em, hoặc là kết bạn Zalo cho em ấy, thì hỏi những cái món gì thì cứ hỏi trực tiếp. Đây là những cái vòng bi nhật này, vòng bi UC này, PUC nhật hết nha, đồ tháo máy của nhật đấy. Vòng bi đĩa này là hình cái đĩa này nó là 209 này, còn đâu những cái kia nhỏ nhỏ không biết tầm 3.02, 3.03, 3.04 đấy. À không có 3.04 rồi, chỉ có 3.02 giờ xuống thôi nhá. Máy cắt sắt. Rồi, em thì giới thiệu qua thôi. Đang cái mùa dịch này rỗi rỗi thì giới thiệu qua. Ben hơi này.
ben hơi 300 nghìn một cái này nhá. Cái này hành trình của nó chắc là tầm được 12 15 làm vam được. Cái phi này nó thì 68, tầm 68 là nhiều nhé. Em thì giới thiệu qua này thôi, có gì thì alo trực tiếp, kết bạn Zalo với cái số này em đã ghi ở dưới video ở đây, thì kết bạn Zalo trực tiếp có thể hỏi trực tiếp em nhé. Rồi, xin chào các anh chị và cô chú nhé, có nhu cầu gì thì cứ alo cho em. Rồi, video của em kết thúc tại đây.